Chào các bạn, hôm nay nhận được một gói quà của tụi em là Hồ em gửi cho tôi qua đường chuyển phát nhanh email. Không biết gói quà có gì đây, tôi thử mở ra cho coi. Tôi chắc chắn là cái này là không phải là máy khoan đâu nha. Ok, thử mở ra trong có gì đây. Ok, sau khi tôi cắt được vài lớp băng keo cuốn rất là dày ở phía trước thùng, và vì tôi đã mở được cái hộp ra. Cái nào trong đây có cái gì đây, trời ơi. Cái gì đây, hình như là một cái miếng gỗ, gỗ rất là vun vức. Rồi, tiếp đây cái gì đây, trời ơi, còn có mút nữa, rất là tử tế. Này, hộp gì đây, đi ra bên coi. Một cái hộp rất là nhiều rãnh, rất nhiều rãnh. Để ra coi, rất là nhiều rãnh. Cuốn rất là kỹ càng. Xem nào, ta sẽ làm gì? Đây là một cái món hàng mà do tôi đặt riêng với bạn Hồ em. Ok, cái này với cái mục đích của tôi rằng là tôi đựng những cái cục pin sạc nằm đây, những cái điện thoại nằm đây, và linh tinh để tôi sẽ đặt thử cho các bạn coi xem thử ha. Vâng, và bây giờ bên trên tay tôi là cục sạc dự phòng của hãng Tarano, quà tặng của hãng Tarano, xe cần cẩu rất là mỏng. Tôi nghĩ cục sạc này tầm khoảng dưới 3000 mAh, bởi vì tôi sạc đầy cục sạc này, nhưng mà tôi sạc cho máy điện thoại Samsung Note 3 của tôi thì nó chỉ sạc từ tầm khoảng 50%, và nó đã hết pin. Đây, tôi sẽ chọn nó, bỏ nó vào đây. Đó, cục sạc này rất là dày. Cục sạc này là có dung lượng là 10, nhưng mà tôi nhớ không lầm, nó trước tôi mua nó là 10.200 mAh của hãng Romos, của sạc chính hãng của hãng Romos, tôi mua tại Tiki. Nó khá dày, tôi bỏ nó ở đây. Và trên tay tôi là có những cái điện thoại smartphone, cho nó ở đây. Đấy, đây là một cái smartphone của tôi, điện thoại smartphone tôi rất là to. Bỏ đâu cho nó vừa đây, khe nào. Đây đó, khá đẹp đúng không các bạn? Khá là gọn gàng, ngăn nắp. Xem cái gì đây, cái này là dùng để gì đây? Chứ tôi đặt của em là một cái miếng để máy tính bảng. Ok, còn cái miếng nó làm sao đây? Ok, một tay khó rút là quá. Đây, lock. Kệ này rất là đẹp, có những cái khắc để lên xuống. Đó, rất là đẹp. Tôi sẽ để lên. Rất là vừa, rất đẹp đúng không quý vị? Vâng, xin cảm ơn. Nếu mà quý vị có muốn nhu cầu đặt hàng về những sản phẩm thủ công như thế này, rất đơn giản và đẹp như thế này, quý vị có thể đặt hàng theo ý thích, theo mẫu mã cho quý vị nghĩ ra, không nhất thiết là phải theo mẫu như này, thì quý vị có thể liên hệ với bạn Hồ em qua số điện thoại mà tôi ghi ở trong status này kèm theo video này. Xin cảm ơn quý vị đã xem qua video clip này. Chân thành cảm ơn.